Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động, những ngày đầu tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con và các bạn hành trình đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của 3 sản phẩm trái dâu tây của nông dân Đà Lạt và gạo thảo dược, nếp quả Ninh Đông của nông dân Khánh Hòa. Trước khi đến với những nội dung đó, mời bà con cùng Xuân Long và Hải Yến điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ có trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Hành trình trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc của một nhà nông ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm. Đà Oai hiệu quả từ giải pháp liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng. Nông dân Bình Phước có thu nhập khá từ nuôi vịt. Phát triển chăn nuôi an toàn, lời dạy cho bài toán bảo vệ môi trường sản xuất của nông dân Bắc Ninh. Thưa bà con nông dân, 10 năm gắn bó với hai loại cây ăn trái, đó là sầu riêng và bơ, đã giúp cho nhà nông Lê Sĩ Hòa ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Vinh dự hơn, anh là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Để có được kết quả đó, nhiều đổi mới tư duy trong làm nông đã được triển khai. Tân Lạc là vùng chuyên canh cây chè và cà phê. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào hai loại cây công nghiệp dài ngày đó, thì khó mà vươn lên làm giàu. Bởi vậy, anh Hòa đã quyết định chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Trong đó, bơ và sầu riêng là hai loại cây trồng được anh lựa chọn đầu tư. Để có được kết quả như mong muốn, nhà nông Lê Sĩ Hòa đã đầu tư hệ thống tưới tự động và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc vườn cây. Thu nhập đến đâu, tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích trồng cây ăn trái đến đó. Với cách làm chậm mà chắc, nhà nông Lê Sĩ Hòa hiện có khu trang trại rộng trên 4 hectare, được canh tác theo quy trình VietGAP đồng bộ. Mỗi năm sau khi thu hoạch xong bơ thì đến thu hoạch sầu riêng, nên hiệu quả mang lại cao hơn chuyên canh một loại cây trồng. Đến nay, hơn 3.000 cây bơ của gia đình anh Hòa đã cho thu hoạch với sản lượng từ 60 đến 65 tấn một năm. Còn với cây sầu riêng, có 2 hectare đang trong kỳ kinh doanh, sản lượng đạt gần 40 tấn một năm. Diện tích sầu riêng còn lại sẽ cho thu hoạch trong những năm tới. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của vườn cây ăn trái đạt khoảng 3,6 tỷ đồng. Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Hòa còn tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các hộ nông dân khác để cùng làm giàu, nâng cao nguồn thu nhập. Cùng với những đổi mới trong đầu tư canh tác, nhiều hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi cũng đã được hình thành tại nhiều địa phương trong tỉnh. Cụ thể là tại huyện Đà Oai, là thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, địa phương này đã tạo những điều kiện thuận lợi để nông dân và doanh nghiệp liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụ trái sầu riêng. Được thành lập từ một cơ sở chuyên sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái sầu riêng, Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Bảo Thi huyện Đà Oai nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Bởi vậy, bên cạnh 13 hectare sầu riêng đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, doanh nghiệp này đã liên kết với 23 nông hộ trồng gần 90 hectare sầu riêng được canh tác theo quy trình VietGAP. Theo đó, ngoài ghi nhật ký sản xuất để thuận tiện trong việc theo dõi công việc đồng án, bà con nông dân trong chuỗi liên kết còn ưu tiên cung cấp một lượng hữu cơ tự nhiên cho đất bằng cách sử dụng phân chuồng đã được ủ đúng theo quy trình mà ngành nông nghiệp khuyến cáo. Cách chăm sóc quản lý sâu dịch bệnh gây hại cây trồng theo hướng bền vững cũng được chú trọng song hành. Nhờ vậy mà sầu riêng sinh trưởng và phát triển ổn định, cho năng suất đạt bình quân 20 tấn một hectare. Chất lượng vượt trội là cơ sở để doanh nghiệp thu mua từ vài chục đến hàng trăm tấn trái sầu riêng mỗi năm. Nhà nông có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi hectare. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, Công ty Bảo Thi sẽ xây dựng cơ sở nhà xưởng chế biến, tiếp tục liên kết với nông dân Đà Oai, xây dựng thương hiệu sầu riêng chính tự nhiên, vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa xuất đi một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nhật, Mỹ và các nước châu Âu. Như vậy, bằng nhiều giải pháp phù hợp, nông dân và doanh nghiệp Lâm Đồng đã từng bước nâng cao được giá trị của các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương. Đồng hành cùng người sản xuất trong quá trình tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Một trong số đó là phối hợp cùng với các địa phương và các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn, tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản. Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện thành tuyên truyền các cơ sở, người nông dân thực hiện đúng các quy định về sản xuất, sơ chế, tiêu thụ nông sản, đảm bảo sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn an toàn, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, vi phạm về dán nhãn hàng hóa, kinh doanh nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phụ trách về an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm soát, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý. Trong đó, chú trọng đến kiểm soát, ghi nhãn hàng hóa, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý cấp tỉnh trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục hỗ trợ, mở rộng diện tích áp dụng, chứng nhận quy trình sản xuất tốt VietGAP nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Được biết, tỉnh Lâm Đồng hiện có hàng chục ngàn hectare được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, tập trung chủ yếu trên các loại cây trồng, như rau, cà phê, cây dược liệu, hồ tiêu, lúa. Một số mô hình chăn nuôi của nông dân trong cả nước sẽ tiếp nối chương trình. Thưa bà con, với mong muốn nâng cao thu nhập, nhà nông Nguyễn Bá Đào ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tìm hiểu và quyết định đầu tư chăn nuôi vịt. Với sự nỗ lực vượt bậc, gia đình anh Đào đã thực sự có của dư của để từ loài thủy cầm này. Mỗi năm, doanh thu từ nuôi vịt đạt khoảng 1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận là hơn 300 triệu đồng. Để có được thu nhập đáng mơ như thế, gia đình anh Đào đã tập trung đầu tư chuồng trại rộng hàng ngàn mét vuông, tìm nguồn giống đảm bảo, nơi cung cấp thức ăn chất lượng. Rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi, gia đình anh đã tìm giải pháp tận dụng công lao động trong gia đình, sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp quanh nhà để phối trộn khẩu phần ăn hàng ngày. Theo anh Đào, vịt là loài gia cầm tương đối khó nuôi, sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh. Nếu thiếu nước uống, những con yếu thì sẽ dễ chết. Do đó, nông dân không để xảy ra tình trạng thiếu nước, phải định kỳ tiêm vaccine nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Với cách làm tuy không mới nhưng rất phù hợp, như thế đã giúp gia đình nhà nông Nguyễn Bá Đào vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hơn một năm trở lại đây, giá vịt thịt ổn định ở mức từ 50 đến 54.000 đồng một ký. Nhờ nuôi theo kiểu cuốn chiếu nên tháng nào, vợ chồng anh cũng có việc xuất bán. Doanh thu mỗi năm đạt khoảng 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Cũng trên lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con nông dân, trong thời gian qua, cùng với việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo quy trình hữu cơ đã được ngành nông nghiệp Bắc Ninh áp dụng. Với sự nỗ lực bắt nguồn từ nhiều phía, các mô hình sản xuất an toàn đã được hình thành, vừa giúp cho nông dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, vừa góp phần cùng ngành nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu phù hợp. Hiệu quả được thể hiện qua mô hình chăn nuôi của nhà nông Vũ Thị Đông ở xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từng nhiều năm lăn lộn với mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi, một trong những trăn trở lớn nhất của gia đình bà Vũ Thị Đông là làm sao vừa phát triển sản xuất, vừa không gây ô nhiễm môi trường. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn, bà Đông đã tìm được lời giải cho bài toán phát triển chăn nuôi bền vững. Theo đó, từ năm 2012, bà đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vi sinh hữu hiệu EM vào nhiều công đoạn trong quy trình chăn nuôi, từ tạo nguồn thức ăn có chất lượng cao. Đồng thời sử dụng chế phẩm EM trộn với một số thành phần để tạo thành đệm lót sinh học cho khu chuồng chăn nuôi, hạn chế tối đa lượng chất thải đưa ra môi trường. Nhờ đó, khu trang trại chăn nuôi tổng hợp rộng hơn 2 hectare của gia đình với khu chuồng nuôi hơn 100 con heo và ngàn con gà luôn đảm bảo tốt về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Năm 2014, sản phẩm thịt heo và thịt gà của trang trại đã được tổ chức EMRO Nhật Bản công nhận đạt chuẩn thực phẩm hữu cơ an toàn. Nhờ vậy mà việc làm ăn cũng thuận tiện hơn, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Thị xã Ninh Hòa nằm ở phía bắc của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cũng như nhiều địa phương khác thì bà con nông dân nơi đây chủ yếu là trồng lúa nước và hoa màu. Nhưng đặc biệt tại xã Ninh Đông thì có hai giống nếp và lúa khác biệt, giàu vitamin, lại có tác dụng phòng chữa bệnh. Hai sản phẩm này đã được bình xét là sản phẩm OCOP 3 sao. Nếp quà là một thực phẩm quen thuộc với nhiều người Việt. Rất nhiều món ăn được chế biến từ gạo nếp có thành phần dinh dưỡng rất cao và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Còn gạo thảo dược có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn các loại gạo thông thường, có khả năng kháng các bệnh về tim mạch và ung thư cao. Với những đặc tính ưu việt đó, gạo thảo dược và nếp quà Ninh Đồng đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, được Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Đồng nhân rộng, kỳ công chăm sóc trong nhiều năm qua. Khác với những cách làm truyền thống, Hợp tác xã đã có sự đầu tư cơ giới hóa, đưa nhiều máy móc, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất. Đây là khu nhà máy sấy, xay và sàng lọc hạt. Không phải phơi lúa ngoài sân, phụ thuộc vào thời tiết, giờ đây, nông dân ở hợp tác xã này đã có hệ thống sấy bằng lò hơi. Việc làm này đã giúp rút ngắn khá nhiều công đoạn, giảm bớt công sức nhân công, nhưng chất lượng của lúa được đảm bảo hơn. Ngoài ra, việc trồng xử lý sau thu hoạch gạo thảo dược và nếp cẩm theo hướng an toàn sinh học còn giúp đảm bảo sức khỏe cho người nông dân trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. Được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao đã giúp cho hai sản phẩm này tiếp cận đến các thị trường cả nước. Tiếp tục hành trình giới thiệu các sản phẩm OCOP hôm nay sẽ là trái dâu tây của nông dân Đà Lạt. Như bà con và Xuân Long cũng đã biết, thì dâu tây là một trong những loại đặc sản của cao nguyên Lâm Đồng. Ngoài chức năng cải thiện tình trạng chống oxy hóa, giảm stress, giảm viêm, trái dâu tây còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, cải thiện tình trạng lipid máu cao. Chính những công dụng tuyệt vời đó mà nhà nông Trần Thị Mỹ Thành ở trang trại Nam Anh, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã đầu tư trồng dâu tây theo quy trình hữu cơ. Hiện dâu tây mang thương hiệu Nam Anh Farm đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Vườn dâu tây này trước đây chuyên canh các loại cây có củ, chủ yếu là khoai tây và cà rốt. Qua nắm bắt nhu cầu thị trường, gia đình nhà nông Trần Thị Mỹ Thành đã đầu tư hàng tỷ đồng làm nhà kính và nhiều thiết bị công nghệ cao kèm theo để trồng dâu tây giống Nhật và Mỹ. Với cách đầu tư khoa học như thế, sau khoảng 3 tháng đầu tư chăm sóc, cây dâu tây hữu cơ bắt đầu bước vào giai đoạn kinh doanh, kéo dài hơn 2 năm. Năng suất bình quân từ 30 đến 40 kg một sào, một phiên hái, tức hái cách ngày. Bản thân cũng luôn luôn học hỏi, tìm tòi những cái mới, những cái công nghệ mới, những cái sản phẩm về các cái loại chế phẩm về sinh học mới để áp dụng cho cái cây dâu của mình thì cho nó càng ngày nó càng đạt hơn và cái chất lượng nó sẽ đảm bảo hơn, và để cho cái người tiêu dùng họ tin tưởng, họ uy tín thì mình phải cố gắng. Để có vườn dâu tây đạt cả năng suất lẫn chất lượng, vì đầu tư hạ tầng cơ sở gồm hệ thống nhà kính và nhiều trang thiết bị kèm theo phải đảm bảo ngay từ đầu. Cây giống, giải pháp phòng trừ các loại sâu, dịch bệnh cũng phải khoa học. Đặc biệt quy trình chăm sóc hữu cơ được áp dụng hết sức đồng bộ. Theo đó, ngoài nguồn giống đảm bảo, xử lý giá thể khoa học, thì nông dân sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân hữu cơ để vừa giảm chi phí nhân công mà cây trồng vẫn được cung cấp dinh dưỡng đảm bảo, với nhu cầu phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Nhờ được trồng trong hệ thống nhà kính, nên nông dân có thể hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi của yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, bà con phải thường xuyên thăm vườn để chăm cây và kịp thời có những giải pháp quản lý các loại sâu, dịch bệnh có thể gây hại trong vườn. Tất cả mình phải trồng trong hệ thống nhà kính hết. Về quy trình sản xuất thì dùng bằng phân hữu cơ hoàn toàn và tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại để tăng cái năng suất và đảm bảo cái sản lượng dâu tây sạch. Với chất lượng vượt trội, dâu tây của Nam Anh Farm được bán với giá tương đối cao, dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng một ký. Hiện một sào dâu tây hữu cơ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh thông qua các siêu thị và cửa hàng nông sản hữu cơ. Mình cũng đã có được cái chứng nhận của sản phẩm OCOP thì cái người tiêu dùng họ cũng đã tin tưởng và họ tìm đến cái vườn dâu của mình, và họ tìm đến qua các cái trang mạng, các cái trang quảng cáo của gia đình của mình, và càng ngày họ càng tin tưởng mình, và đồng thời có nhiều cái siêu thị họ đến tận nơi để họ đặt hàng. Bên hội cũng như là bên chính quyền địa phương thì cũng liên tục tuyên truyền vận động bà con tham gia vô trong cái chuỗi giá trị đó, để mà có được cấp cái nhãn hiệu cái tên kỳ diệu từ đất lành, rồi nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP. Với cái đặc thù như là những năm gần đây thì cái nhu cầu của người tiêu dùng người ta rất là đa dạng các cái loại rau củ quả Đà Lạt, chứ không nhất thiết một hai cái loại nào hết. Thành ra trên cơ sở đó thì hội nông dân cũng tuyên truyền cho bà con nông dân là tùy những vùng đất, tùy những cái thổ nhưỡng nào mà phát triển được cái cây gì thì trồng cây đó. Đa dạng những cái loại rau hoa như là dâu tây, ớt chuông, cà chua, rồi các cái loại rau củ quả baby, vân vân. Với hiệu quả kinh tế đảm bảo, ngoài gần 1 hectare dâu tây đang kỳ cho trái, trang trại dâu tây Nam Anh đang tiếp tục trồng thêm 4 sào dâu theo quy trình hữu cơ và kết hợp làm du lịch canh nông. Đó là giải pháp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường hiệu quả hiện nay. Thông tin về các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi mail về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Hải Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai.